Đàm Vĩnh Hưng đã nói gì với Trấn Thành để mà khiến anh bật khóc? A. Ở đây không riêng tư. B. Anh muốn ăn bò Wagyu. C. Cảm ơn Thành đã cùng anh vượt lũ. Và câu D. Đời. Thực sự đây là một câu hỏi rất khó và tôi muốn sự trợ giúp qua điện thoại cho người thân ạ. Vậy anh muốn gọi cho tới ai ạ? Tôi muốn gọi cho một người bạn của tôi đang làm văn phòng. Vâng, xin được kết nối với người bạn văn phòng của anh Đức. Alo, alo, ai đó? Alo, alo, giúp ta câu này nhá. Đàm Vĩnh Hưng đã nói gì với Trấn Thành để khiến Trấn Thành bật khóc? Cái hình này Trấn Thành khóc người Đàm Vĩnh Hưng mới ôm. Chương trình này pha ke rồi. Thế nha, thế nha.